Để liên tục chương trình và ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức với ba câu vọng cổ 126 trong bài Tân Cổ Giao Duyên được mang tên Trả Lại Anh, do tiếng hát của Kim Chi trình bày qua tiếng đàn của hai nhạc sĩ Hai Buol đàn guitar, nhạc sĩ trẻ Cẩm Tiên đàn sến. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Trong những đêm thâu em thương đời.